xin chào tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên em đi tham gia game show Sàn Đấu Ca Từ. Khi mà em đi tới đây thì có một chút lo lắng, bởi vì như thế này, em Ly thì chuyên dòng nhạc trẻ này, hát rap này, toàn nghe nhạc nước ngoài, rất ít nghe nhạc Việt. Nên là đấy là cái nỗi lo mà em Ly lo nhất. Những cái ca khúc Việt Nam rất là hay, nhưng mà để thuộc lời thì hết thì thực sự rất là khó. Lúc thi thì nói chung là rất là vui vì các bạn đội chơi rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Đặc biệt là có hai MC rất là cool. Rất mong là mọi người sẽ đón xem game show Sàn Đấu Ca Từ cùng em Ly được phát sóng vào lúc 7 giờ tối chủ nhật tuần này trên HTV7 nhé. Đón xem tập 6 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.